Một cái điều quan trọng mình học được trong quá trình khởi nghiệp ấy, đó là nếu như mình cứ chờ đợi người khác truyền cảm hứng, truyền động lực cho mình thì mình mới chịu học và chịu làm ấy, thì mình chắc chắn toi. Bởi vì khi mà người ta không truyền cảm hứng cho mình nữa, khi mà mình hết động lực rồi thì mình sẽ chẳng làm một cái gì cả. Cho nên một cái điều mà để bản thân mình phát triển vượt trội, đó chính là khả năng tự tạo động lực cho chính mình trong hàng ngày, hàng giờ, trong từng phút, từng giây mình làm việc và học tập. Chào mừng bạn đã quay trở lại kênh của Trần Dương. Và ngày hôm nay thì bằng những trải nghiệm của mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái cách mà mình đã tự tạo động lực cho chính mình để mình có thể làm việc liên tục, không ngừng nghỉ, không cuối tuần, thậm chí đôi khi là cả không ngày lễ. Bắt đầu ngay nhá. Điều thứ nhất để bạn có thể tự tạo động lực cho chính mình ấy, là bạn phải có một ước mơ. Nghe cái từ ước mơ thì sẽ nhiều bạn xem cái video này bảo là mẹ cái thằng này nói đao to, búa lớn cái gì đấy nó viển vông và xa vời đúng không? Nhưng mà mình nghĩ rằng chính cái viển vông và xa vời đấy, chính cái đao to búa lớn đấy, nó khiến cho mình mỗi khi mình nghĩ đến nó, mình cảm thấy mình rất phấn khích và mình phải làm việc liên tục. Ví dụ như bản thân mình, cái ước mơ của mình là mình muốn trở thành một doanh nhân, một nhà đào tạo vĩ đại. Mình muốn gặp và học hỏi tất cả những người quyền lực, tất cả những người thành công nhất ở trên thế giới. Mình muốn bố mẹ mình phải được trải nghiệm những cái điều tuyệt vời nhất, được hưởng những cái dịch vụ y tế tốt nhất. Mình muốn được đi thăm thú những cái nơi kỳ lạ, những cái nơi thú vị nhất trên thế giới cùng với người bạn đời của mình. Mình muốn sau này con cái của mình có thể được tiếp cận với những cái nền giáo dục tốt nhất và tuyệt vời nhất. Và mình muốn là vào bất cứ đâu, mình không cần phải quan tâm đến giá của cái sản phẩm đấy. Muốn mua là mua luôn. Đấy, cho nên mỗi khi mà mình nghĩ đến nó, mình cảm thấy cực kỳ phấn khích. Và mình suy nghĩ đi, suy nghĩ lại về cái ước mơ này và mình hình dung nó một cách vô cùng sinh động. Thế thì bạn đã có một ước mơ nào chưa? Nếu như bây giờ bạn nghĩ một ước mơ mà bạn cảm thấy nó không phấn khích ấy, thì bạn cần phải xem lại ước mơ của mình. Bởi vì ước mơ là cái thứ mà không ai đánh thuế được cả. Bạn cứ nghĩ thật là to, không giới hạn đi, tưởng tượng hết cỡ đi. Đó, và bạn cảm thấy phấn khích vì điều đó thì mỗi khi bạn nghĩ đến nó, bạn sẽ có một cái động lực tràn trề để bạn có thể làm việc liên tục. Điều số 2 bạn cần có để có thể tự tạo động lực cho chính mình ấy, đó là cái việc mà bạn cần phải có một đối thủ. Đây là một cái độc chiêu mà mình sử dụng để tăng cái năng lượng làm việc của mình lên ngút trời. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản tính gato, cái bản tính ganan tức ở của con người nó vô cùng mạnh mẽ. Và nếu như bạn biết sử dụng cái năng lượng của việc ganan tức ở này ấy, vào trong một cái việc tốt thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Đó, bởi vì là như này, mình sẽ chọn ra một cái người bạn của mình, họ có nhiều thành tựu hơn mình, họ xuất sắc hơn mình, họ giỏi hơn mình, và mình lấy họ làm mục tiêu để mình bám đuổi, mình theo đuổi. Mình không bao giờ mình chấp nhận cái việc là mình kém họ. Đương nhiên là mình sẽ không làm gì để kéo họ xuống, mà mình chỉ lấy họ làm mục tiêu để mình theo đuổi thôi. Thì như vậy nó sẽ là một cái mục đích rất là tốt. Thì bạn có thể dò xem trong cái danh sách bạn bè của bạn, hiện tại ai là người đang hơn bạn, đang có nhiều thành tựu hơn bạn, đang giỏi hơn bạn, thì bạn hãy lấy họ là mục tiêu và bắt buộc bạn phải làm thế nào, suy nghĩ mọi cách làm là để làm việc nhiều hơn, nỗ lực hơn và làm việc thông minh hơn để có thể vượt họ nha. Đây là cái số 2. Điều thứ 3 bạn cần phải có để mà có thể tự tạo động lực cho chính mình, đó chính là môi trường. Bạn phải hình dung này, niềm tin nó sẽ tạo ra suy nghĩ nó sẽ tạo ra cảm xúc, cảm xúc sẽ tạo ra hành động và hành động sẽ tạo ra kết quả. Bạn không có kết quả gì cả bởi vì bạn chẳng hành động gì. Bạn không hành động gì bởi vì bạn có một cảm xúc nó rất là tệ. Bạn có cảm xúc tệ bởi vì cái niềm tin và cái suy nghĩ của bạn á, nó rất là tiêu cực. Thế tóm lại cái niềm tin và cái suy nghĩ tiêu cực đấy nó xuất phát từ đâu? Thì câu trả lời là nó xuất phát từ môi trường. Đó, từ tất cả những gì bạn nghe, bạn nhìn, bạn thấy, bạn đọc và bạn tiếp xúc. Khi mà mình hiểu điều này thì mình bắt đầu mình nhìn lại xem là cái môi trường hiện tại mình đang sống nó như thế nào. Thì mình mới bất chợt và mình rất là bất ngờ mình nhìn lại là mình đang chơi với những cái người bạn nó rất là lười biếng, nó rất là tiêu cực, mang lại cho mình những cái điều mà mình nó rất là tệ hại, nó không khiến mình phát triển. Mình đang đọc rất là nhiều cái thông tin về cướp, về giết, về hiếp, rồi mình nghe rất là nhiều những bài hát nó rất là buồn, nó khiến mình nhụt chí, mình không muốn làm một cái gì cả. Thế là mình quyết tâm mình phải thay đổi tất cả những điều đó. Mình bắt đầu gặp gỡ những người bạn năng lượng, tích cực, chăm chỉ và họ truyền cảm hứng làm việc cho mình. Mình chuyển từ nghe những cái bài hát nó rất là buồn bã, nó rất là chán đời, nó khiến mình nhụt chí ấy, thì chuyển sang nghe những bài hát nó vui vẻ, nó tích cực, nó năng lượng và khiến cho mình có động lực để làm việc. Mình bắt đầu đọc sách, đọc truyện về tiểu sử của những người thành công trên thế giới và mình phải để cái hình ảnh của họ ngay trên bàn làm việc của mình để nhắc nhở bản thân mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Ví dụ bạn có thể thấy là cuốn sách của Elon Musk hiện tại đang ở trên bàn làm việc của mình. Đó. Và đi đâu thì mình bao giờ mình cũng cầm theo sách nói, tức là điện thoại của mình, và mình cầm theo tai nghe để mình có thể là cắm tai nghe mình nghe sách nói hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Đấy, đặc biệt là khi mình đi đâu xa, mình đi xe máy hoặc là mình đi trên ô tô ấy, thì mình có thể ngồi
vừa ngồi vừa nghe và cảm thấy là mình học được rất là nhiều điều từ cuốn sách nói đấy. Và môi trường của mình được thay đổi trong từng phút từng giây như vậy thì động lực của mình được gia tăng liên tục. Cho nên mình nhắc lại một điều cho các bạn là gì? Trong hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, bạn phải để cho bản thân bạn tiếp xúc với tất cả những cái gì nó tích cực, nó vui vẻ, nó năng lượng. Nếu như bạn nhìn nhận có một cái điều gì đó khiến cho bản thân bạn đi xuống, khiến cho bản thân bạn không muốn làm gì cả, bạn cần phải xem xét lại môi trường của mình ngay lập tức. Tổng kết lại 3 điều ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho bạn để có thể tự tạo động lực cho chính mình. Thứ nhất là bạn phải có ước mơ, thứ hai là phải có đối thủ, và thứ ba là bạn phải thay đổi môi trường của bạn. Đó, mình có một cái quan điểm, một cái suy nghĩ trong cuộc sống đó là gì? Là mình phải là cái thằng truyền cảm hứng, truyền động lực cho thằng khác, chứ không bao giờ mình chấp nhận mình cứ phải chờ đợi cái cảm hứng của người khác truyền cho mình. Đó, cho nên là bạn hãy ứng dụng ngay cái điều này để tự tạo động lực cho chính bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy like, chia sẻ video này cho bạn bè của bạn và subscribe kênh YouTube của mình để nhận những video sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.